tạm gọi là thấp hơn Z4 đôi chút nhưng giá lại êm hơn rất nhiều. Với mức giá 2,6 tỷ đồng thì tôi cho rằng nó xứng đáng tới từng chi tiết với những gì mà chiếc E400 Cabriolet này thể hiện. Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với review xe. Bên cạnh tôi hôm nay là một mẫu xe mui trần, chiếc E400 Cabriolet đời 2015, hiện đang được Việt Dũng Auto chào bán với mức giá khoảng 2,6 tỷ đồng. Để nói về mẫu xe này thì các bạn có thể thấy rằng nó là một mẫu xe sử dụng nền tảng khung gầm của chiếc Mac E-Class. Tuy vậy thì nó gần như là nó khác hoàn toàn so với cái mẫu xe này bởi một kiểu dáng chất chơi. Cái ngôn ngữ thiết kế elegant của Mercedes-Benz E-Class thì cảm thấy như nó không còn được xuất hiện nhiều trên mẫu xe này. Thay vào đấy là những chi tiết hiện đại, sang trọng và có một chút gì đó chơi bời. Tôi sẽ nói về cái kiểu dáng thiết kế, những đường nét mà tôi thích nhất đầu tiên. Các bạn có thể để ý thấy ngay bên cạnh tôi bây giờ là bộ la răng AMG. Vâng, la răng 18 inch. Và cái họa tiết ngôi sao 5 cánh này thì anh em có thể thấy rằng bây giờ, kể cả sau này nữa, nó vẫn xuất hiện trên chiếc C300, trên chiếc E300. Tuy vậy thì cái kiểu dáng ngôi sao 5 cánh này nó không được mạnh mẽ, nó không được nam tính. Và thay vào đấy, nó hơi nữ tính một chút, nó hơi nhẹ nhàng một chút, nó không đầu gấu như mẫu xe này. Và với tôi, cái phần la răng này là một điểm cộng rất lớn. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy được rằng cái năm 2015 thì Mercedes-Benz họ chú trọng vào cái ngôn ngữ thiết kế theo kiểu vuông vức lịch sự hơn. Mẫu xe này thì cũng có những chi tiết là bảo tồn của Mercedes-Benz. Nhưng bên cạnh đấy nó cũng có rất nhiều đường nét hiện đại. Chúng ta sẽ có phần đèn chiếu sáng LED Intelligent Light. Vâng, rất là đẹp mắt ở đây với hai cái projector. Rồi kể cả cái phần LED định vị ban ngày lẫn cái đèn xi nhan ở đây nữa, nó cũng rất là đẹp mắt. Phần lưới tản nhiệt của những năm này nó chia làm hai kiểu. Một là chúng ta sẽ có hai cái thanh ở đây, ngoài ra chỉ là một thanh. Loại một thanh này thì bạn sẽ thấy trên phiên bản cao cấp nhất của những dòng xe như là CLA, GLA. Và đây, chiếc E400 Cabriolet cũng được trang bị cái phần họa tiết hết sức đẹp mắt này. Thêm một chi tiết nữa mà tôi cảm thấy thích thú, đó là năm 2015 trên mẫu xe này chúng ta có phần camera 360 độ, có một camera đằng trước, hạ một đằng sau và hai ở bên gương. Ngoài ra, một chi tiết nữa cũng đáng nói, đó chính là khối động cơ V6 3.0 cho ra công suất đâu đó hơn 300 mã lực. Nếu để phàn nàn về một vài chi tiết nào đó thì tôi cho rằng đây nó chính là điểm yếu của tất cả các mẫu xe trong phân khúc xe thể thao mui trần, đó chính là phần gầm. Vâng, cái ba đờ sốc đằng trước này cảm giác như nó hơi thấp và nó rất dễ bị chúng ta va quẹt vào đây, rất là dễ bị sập gầm. Nhưng thôi, anh em lái xe thì cũng nên chú trọng cái chi tiết này, cũng là một phần tiểu tiết thôi. Đến với thân xe, các bạn có thể thấy rằng thân xe nhìn rất là trường xe. Và nếu để mà nói nhận xét được rằng mẫu xe này nó có liên quan gì tới chiếc Mac E thời điểm năm 2015 hay không, thì tôi cho rằng nó chỉ là phần gương và họa tiết, rồi một vài những cái đường dập nổi này thôi. Còn lại thì nó không mang nhiều những hình thái của chiếc Mercedes-Benz. Đây, các bạn có thể thấy được rằng chúng ta mở cửa xe rất rộng rãi và độ chất chơi của một mẫu xe đôi khi nó được thể hiện qua những chi tiết hết sức là tiểu tiết như thế này. Với một chiếc xe 2+2 thì tôi ngày trước mình cứ nghĩ rằng 2+2 là phải chật chội, là phải bước vào xe khó. Nhưng ở đây các bạn có thể thấy được rằng một cái kiểu mở gần như là một chạm. Đó, cái ghế xe lập tức là nó tiến lên phía trước để chúng ta dễ dàng bước vào không gian hàng ghế thứ hai. Tôi ngồi đây thì đương nhiên rồi, không thể nào mà ngồi được thoải mái, nhưng để bước vào thì tôi cho rằng như thế này nó cũng rất là ok rồi. Đó, và ngồi ở đây, khi mà đã có một cái phần mui xe, trần xe ở đây thì tôi sẽ không được thoải mái như thế này đâu. Nhưng khi mà chúng ta di chuyển mở mui rồi đi theo kiểu chiêu chiêu, theo kiểu là dạo phố với những hôm thời tiết đẹp thì tôi cho rằng như thế này nó lại hợp lý vô cùng. Ok, còn gì chia sẻ với anh em nữa không nhỉ? Đang nói về bên ngoài lại nhảy vào trong xe. Tiếp tới phần đuôi xe đi. Anh em mình sẽ có phần hệ thống đèn hậu đằng sau, vâng, dạng LED ở đây cũng rất là đẹp mắt, đặc biệt là khi đi vào ban đêm. Đây là chi tiết xuất hiện trên chiếc E400 phiên bản thường cũng có. Còn ở đây nữa, đặc biệt khi mà phần anten nó sẽ nằm ở vị trí cốp chứ không phải là trần xe. Đó, còn đây là đèn phanh. Rồi, một chi tiết nào đó đẹp mắt nữa chia sẻ với anh em nhỉ.
đó chính là lipo. Lipo ở đây cũng là lipo đôi và mang lại một sự cân đối, một sự đẹp mắt. Bình thường là những anh em đi E200 này, E250 là đang rất cảm thấy thiệt thòi khi mà đời 2013 là lip nó hơi tròn tròn, nhìn nó không được đẹp mắt thể thao bằng. Không gian trong cốp xe với một mẫu xe mui trần thì như thế này, tôi nghĩ là nó cũng chỉ vậy thôi, nó không thể nào đòi hỏi rộng rãi thêm được nữa. Bạn sẽ có thể nhét sâu được đồ vào bên trong. Đó, rồi. Bây giờ thì thôi, mời anh em cùng tiến vào không gian nội thất đi. Đây mới là điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Bước vào bên trong không gian nội thất, thực sự chiếc xe này mang lại cho tôi một ấn tượng rất lớn. Đầu tiên phải kể đến bộ da ghế ở đây. Các bạn có thể thấy rằng cái màu đỏ này nó không quá rực, nó không quá là thể thao. Tuy vậy thì nó vẫn mang lại một độ lịch lãm rất riêng. Và hơn hết, nó trùng màu với cái phần mui mềm ở trên. Rồi nữa, tôi sẽ nói về những thứ mà tôi thích tiếp theo sau bộ da ghế này. Đó chính là một option cũng rất hay. Khi mà bạn ngồi mẫu xe này muốn kéo cái phần dây an toàn thì rất là khó. Đây, bạn có thể tùy chỉnh được. Đó, ở đây cái dây an toàn nó sẽ kéo ra và chúng ta thì cũng không phải với quá nhiều, chỉ bằng một thao tác thôi là cài được cái phần dây an toàn này rồi. Đó. Thêm vào đấy nữa thì mẫu xe này vẫn có những cái nút chỉnh ghế ở đây, nhờ ghế 3 vị trí, kể cả vị trí người lái lẫn ghế phụ. Tuy vậy thì ngay ở vị trí này, đây tôi sẽ hình dung cho các bạn thấy được rằng ghế phụ cũng có phần chỉnh hai cái bệ đỡ này và kể cả là bơm cái phần đỡ bắp đùi ở đây nữa. Khi bạn di chuyển ở giải tốc độ cao, đóng căng vào cua úp cua thì bạn mới thấy được rằng độ quan trọng của phần ghế mà nó ôm lấy người lái nó quan trọng như thế nào. Trên mẫu xe này thì bạn sẽ vẫn thấy những cái chi tiết nó là di sản của phong cách ngôn ngữ thiết kế elegant trên chiếc Mercedes-Benz VK212. Khi chúng ta sẽ có phần nút bấm ở đây rất nhiều số, rồi kể cả cái phần màn hình giải trí ở đây nữa khi nó đã được nâng cấp, nhưng nó chỉ là nâng cấp thêm cái phần viền ở này thôi, còn bên trong thì vẫn vậy. Phần táp lô ở đây, một chi tiết đáng khen, đó chính là được bọc da và khâu cũng rất là chỉn chu. Xung quanh xe thì hầu hết là những chi tiết bọc da ở táp ly, phần này thì là nhựa mềm. Bạn sẽ vẫn thấy được rằng những hình dáng quen thuộc của chiếc Mercedes-Benz E200, E300 thời điểm hiện tại. Thêm vào đấy nữa thì phần màn hình tốc độ ở đây cũng là kiểu truyền thống khi mà chúng ta chỉ có đồng hồ cơ, rất là đơn giản. Tuy nhiên có một chi tiết nữa tôi không thực sự là thoải mái lắm với một mẫu xe 4 tỷ lăn bánh năm 2015, đó chính là phanh tay. Vâng, phanh tay vừa thao tác đạp vừa thao tác kéo để nhả cũng hơi bất tiện một chút. Rồi còn gì chia sẻ với anh em nữa không nhỉ? À, một chi tiết rất hay, đó chính là ở đây chúng ta sẽ có một phần sưởi, phần gáy của chúng ta. Khi mà đi xe mui trần thì bạn rất sợ là gió vào chúng ta bị nhiễm lạnh, thì đây cái option này nó không có công dụng là làm mát như kiểu điều hòa, thay vào đấy nó như kiểu là một cái khăn quàng ở cổ. Sự thể thao đẹp mắt nó có thể hiện ở việc cái chỉnh cái tựa đầu. Các bạn có thể thấy được rằng cái phần tựa đầu này nó lên xuống nó cũng rất là đẹp mắt và nó cho chúng ta một cái vẻ gì đấy sang chảnh rất riêng. Xem nào còn gì chia sẻ với anh em nữa không nhỉ? Chiếc xe này thì vẫn có chế độ lái quen thuộc từ Eco, rồi chế độ Sport. Vô lăng thì có lẫy chuyển số, có tùy chỉnh hệ thống treo Comfort với Sport. Như đã nói ở đầu video thì chúng ta sẽ có một phần camera 360. Và ở đây thì cái chất lượng phần camera này nó cũng khá là sắc nét, không hề kém cạnh so với các phiên bản năm 2020 trên các mẫu xe hiện đại ngày nay. Vâng, còn bây giờ có lẽ là tôi sẽ chuyển qua phần vận hành đi, để xem mẫu xe này với động cơ V6 Twin Turbo nó sẽ thể hiện như thế nào.
tại tôi đang cầm lái chiếc E400 Cabriolet được Việt Dũng Auto chào bán với mức giá 2,6 tỷ đồng. Thời điểm cách đây 5-6 năm, anh em không bỏ ra số tiền yêu thương như thế này được đâu. Thay vào đấy, mất khoảng một con BMW Z4 mới, đâu đó 4 tỷ. Và nói về mẫu xe này thì tôi phải nói về khối động cơ V6 3.0. Thực ra đây là một khối động cơ xứng đáng là di sản, xứng đáng là huyền thoại của Mercedes-Benz. Các bạn có thể tìm thấy trên chiếc C300, E300, E400, thậm chí là chiếc S300 đời 2014 đổ về. Và bây giờ sẽ là một pha tăng tốc để cho các bạn thấy rằng mẫu xe này nó mạnh mẽ đến mức như thế nào. Đó, mới là chế độ Eco thôi, khi mà hệ thống treo được tối ưu dành cho di chuyển trong đô thị, rồi phần vô lăng nó cũng nhẹ nhàng, thậm chí là vòng tua nó được tối ưu để tiết kiệm nhiên liệu, vậy nên nó có một độ trễ nải đâu đấy cỡ khoảng nửa giây. Nhưng cái khả năng tăng tốc của nó thì cho chúng ta thấy được rằng một khối động cơ hết sức mạnh mẽ. Một lát nữa thì tôi sẽ chuyển sang chế độ Sport để cho anh em thấy rằng mẫu xe này thực sự là nó xứng đáng để chúng ta thỏa mãn cái đam mê tốc độ của mình như thế nào. Rồi, chế độ Sport đã bật, hệ thống treo cũng Sport luôn. Và bây giờ anh em nhìn này. Đó. Vâng. Thực sự là phải phanh lại, mình phải chuyển sang ngay bàn đạp chân phanh. Cái khu vực này thì cũng giới hạn tốc độ và chúng ta thì không thể nào quá coi thường cái luật pháp được. Ngay lập tức khi tôi tăng tốc thì vòng tua nó nhảy dựng lên. Bạn sẽ không hề cảm thấy một cái độ trễ của những mẫu xe sử dụng khối động cơ turbo bây giờ. Và khi bạn di chuyển tăng tốc ở giải tốc độ cao thì cái hệ thống P-Safe của Mercedes nó lập tức thiết cái phần dây an toàn lại của chúng ta. Và lúc đấy thì tôi mới thấy được rằng giá trị của cái bệ đỡ phần hai bên hông này, mình cảm giác rất là tin tưởng với những pha vào cua. Vô lăng lúc này thì nó cũng nặng hơn và hệ thống treo thì nó cứng chắc hơn. Những cái pha ôm cua, những cái pha đảo lái chuyển làn gấp có một cái độ tin tưởng rất cao. Từ nãy đến giờ lý thuyết hơi nhiều thì bản thân cá nhân tôi cho rằng một người mà bỏ ra đâu đấy khoảng 2,6 tỷ đồng mua một mẫu xe mui trần thì đương nhiên rồi, thứ mà họ thích nhất là thời tiết đẹp để mở mui, để chúng ta thực sự là thoải mái di chuyển trong cái thời tiết như thế này. Và anh em có thấy không, ngồi trên một mẫu xe này ngày hôm nay, thời tiết đẹp, bầu không khí trong lành, bạn có chót hư hỏng một tí, có chót hạ kính xuống, có chót lái xe kiểu khệnh khạng tay cầm điếu thuốc, rồi có chót bật loa gây ảnh hưởng đến các phương tiện xung quanh, thì tôi cho rằng nó cũng là xứng đáng thôi. Bởi nhiệm vụ của những mẫu xe mui trần là để làm hài lòng những người lái, để làm người lái có cảm giác nó thỏa mãn mọi ánh mắt nhìn vào xung quanh mình, cảm giác hiếu kỳ. Nhưng thực sự là sướng anh em ạ. Mọi người đi cứ bảo là đi xe mui trần là nhiều người sẽ soi mói mình, nào là không riêng tư, nhưng tôi cho rằng những người đi mui trần rất thích mọi người xung quanh nhìn vào. Ở nhà sản xuất thì không nói rằng đây là mẫu xe thể thao hay là một mẫu xe thiên về yếu tố nào đó, nhưng bản thân tôi cảm nhận được thì đây, mẫu xe này, chiếc E400 Cabriolet, nó thiên về phong cách GT hơn. Phong cách GT là bạn đi nhẹ nhàng trong phố cũng rất là thoải mái, rất là thư thái. Nhưng khi cần tăng tốc, khi cần sức mạnh thì chiếc xe này nó cũng đáp ứng được tất cả mọi những yếu tố và tạo nên cho chúng ta những cái chuyến đi dài mà không hề bị mệt mỏi. Còn một vấn đề nữa mà nhiều người nghĩ rằng khi chúng ta đi xe mui trần là sẽ bị gió nó lùa vào rồi sẽ bị lạnh thì không. Các bạn có thể thấy này, khi lên kính lúc này chỉ có điều hòa thôi và cái không khí thì nó sẽ được đi lên trên. Ngoài ra có một option rất hay trên mẫu xe này, đó chính là cái phần giữ ấm cổ ở đây. Nhiều anh em thì không để ý cho rằng là tại sao họ không làm cái option mà làm gọi là mát cổ. Thực ra cái này nó giống như kiểu là anh em mình quàng khăn ấy, nó sẽ sưởi ấm ở cái phần cụ gáy này. Anh em đi xa mà kể cả đi trời nó hơi lạnh lạnh thì cũng không lo bị ốm bị cảm. Với bản thân cá nhân tôi thì review không chỉ là đánh giá mỗi sản phẩm mà thay vào đấy mình có sự so sánh đối chiếu riêng với trải nghiệm của mỗi người. Và tôi đã từng chạy chiếc BMW Z4 thì đầu tiên phải nói với anh em rằng Z4 2021 mà tôi chạy nó là mẫu xe thuộc thế hệ mới, và các mẫu xe thuộc thế hệ mới thì nhà sản xuất thường chú trọng vào những cái yếu tố sang trọng và hiện đại, chứ gần như là cái phần công suất nó đã không còn được hung dữ và mạnh mẽ như xu hướng của những năm trở về trước. Thì chiếc Z4 có một khối động cơ không mạnh mẽ bằng chiếc Mercedes-Benz E400 Cabriolet này, nhưng thay vào đấy nó có một vẻ gì đấy bề ngoài nó hiện đại hơn. Còn Cabriolet của E400 thì lại thiên về một yếu tố, đó là lịch lãm, đó là sang trọng, và cái phần thể thao thì nó được giảm đi đôi chút. Vậy nên với số tiền khoảng 2,6 tỷ đồng, anh em có thể tìm tới một mẫu xe ở phân khúc tạm gọi là thấp hơn Z4 đôi chút nhưng giá lại êm hơn rất nhiều. Với mức giá 2,6 tỷ đồng thì tôi cho rằng nó xứng đáng tới từng chi tiết với những gì mà chiếc E400 Cabriolet này thể hiện. Và video trải nghiệm rất nhanh chiếc E400 Cabriolet của Review Xe xin phép được tạm dừng lại tại đây.
Một lần nữa thì dành lời cảm ơn anh em đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Đừng quên like, subscribe cho review xe.